Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Thì hôm nay tiếp tục chương trình xe cuối tháng nha anh em. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh em những con máy rửa xe này, máy nén khí và máy cắt nhôm cắt sắt ha. Do những cái máy này nó khá là lớn nên là em sẽ lên cho anh em đó là hình ảnh ha, và có cái thông số khá là chi tiết trong đó. Còn nếu anh em nào mà cần chi tiết sản phẩm hoặc là cần tư vấn kỹ hơn thì anh em có thể liên hệ qua số điện thoại giùm em. Thì tất cả các cái sản phẩm trong cái clip này thì em sẽ hỗ trợ giảm cho anh em thêm 10%. Đó, bên cạnh đó thì cái phí ship thì em cũng sẽ những cái máy này thì em sẽ không hỗ trợ bao ship, nhưng mà em sẽ hỗ trợ phí ship cho anh em. Tức là sẽ có máy phí ship em sẽ hỗ trợ cho anh em chỉ thu thêm khoảng 30.000, hoặc là có máy thì em sẽ miễn phí ship luôn, hoặc là có máy thì cái phí ship nó có thể lên tới 150 hoặc 200.000 tùy vào cái sản phẩm nha. Đó, anh em cũng lưu ý giùm ha. Rồi ngoài ra thì về các chương trình sản phẩm máy pin á, thì bên em vẫn đang còn hỗ trợ, vẫn đang còn hỗ trợ ha. Nên là anh em nào cần mua các sản phẩm máy pin hoặc là máy mà 100 Pro Max thì bên em đã về hàng. Đó, anh em cứ liên hệ hoặc là anh em coi vào những cái clip cũ của em á, clip gần nhất thì em có làm cái chương trình sale cuối tháng, thì anh em cứ coi ở đó rồi liên hệ giùm em nha. Rồi thì đầu tiên em sẽ lên cho anh em về cái máy rửa xe ha. Mã đầu tiên đó là cái mã DKCWR2200A. Thì cái mã này công suất của nó là 2200W nha anh em. Và mẫu này là mẫu mới ha. Thì mẫu mới nó sẽ có thêm một cái rò le, cái công tắc mà chống rò điện á. Thì đối với mẫu có công tắc chống rò điện thì là cái mẫu mới và nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em khi sử dụng. Đó, thì cái phụ kiện đi kèm thì nó sẽ có là súng xịt nè, rồi bình phun xà phòng, cái lược rác, cái dây nối ha, dây của nó sẽ là dây xịt là dây 10m nha anh em. Và nó sẽ có luôn cái dây hút nước và đầu của nó cũng sẽ đầu nối nhanh luôn nha anh em. Rồi thì con 2200A này sẽ có hai màu cho anh em lựa chọn, đó là màu xám và màu xanh. Thì con này giá của nó là 1.650.000, thì em sẽ giảm cho anh em 10%, tức là đâu đó nó sẽ về được khoảng giá là giảm được khoảng 160.000 ha. Thì về giá khoảng tầm 1.400.000 đó, 1.490.000, thì em sẽ tính chẳng cho anh em giá là 1.500.000 và đồng thời hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Đó, cái con máy này thì cái phí ship đó khoảng tầm 40-50.000 lận nha anh em. Đó, 1.500.000 hỗ trợ bao ship ha, có hai màu xám và xanh thì anh em có thể lựa chọn. Rồi mẫu lớn hơn nữa đó là mẫu DKCWR2350C. Thì cái mẫu này công suất của nó là 2350W, nhưng mà đối với 2350C này thì nó sẽ không có cái công tắc chống rò điện nên là cái giá nó cũng sẽ rẻ hơn. Đó, tức là về thông số áp lực này kia mọi thứ thì con này nó sẽ mạnh hơn so với con 2200. Áp lực của con này thì nó sẽ là từ 30 cho tới 153 ha, và lưu lượng nước của nó là 8 lít trên phút. Thì đối với con 2350C này nó cũng sẽ có hai màu cho anh em lựa chọn, đó là màu xám và màu xanh. Thì giá của nó cũng là 1.650.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em về giá là 1.500.000 và em sẽ bao ship cho cái mã này. Rồi tiếp tục là một cái mã cũng là 2350W luôn, cái mã nó là DKCWR2350. Thì đối với cái mẫu 2350 này á, thì nó sẽ có là cái này nó sẽ có cái rò le chống giật nha anh em, công tắc chống giật chống rò điện ấy. Rồi với lại là có tặng kèm cho anh em thêm một cái xô xếp nữa. Thì về thông số thì nó sẽ giống y chang so với con 2350C luôn, nó chỉ khác là con này nó là công tắc của nó là công tắc chống giật thôi. Và giá của con này đó là 1.800.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em thêm giảm cho anh em về giá là giảm cho anh em được 180.000. Đó, nhưng mà sẽ phát sinh thêm phí vận chuyển, thì con này sẽ tính cho anh em giá là 1.650.000. Đó, sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em nha, 1.650 nha anh em. Đó, giá này là cực kỳ tốt ha. Rồi tiếp tục một cái mẫu lớn hơn nữa thì anh em sẽ có cái mã là CWR2300FB. Thì cái mẫu 2300FB là cái mẫu nó sẽ có cái thùng đựng nước cho anh em. Cái này thì nó khá là gọn ha. Và cái này thì nó cũng sẽ có công tắc chống giật luôn, và nó sẽ có lên cái đồ mà để lược rác á. Phụ kiện thì dây xịt 10m nè. Rồi áp lực của con này thì nó là 153, con này nó sẽ không có chỉnh áp cho anh em. Và giá của con này đó là 1.950.000, thì em sẽ giảm cho anh em trực tiếp về giá là 1.750.000 và đồng thời hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Đó, thì tính ra là thực ra là cái giá mà em nói giảm 10%, có nhiều mã em sẽ giảm hơn 10%, và đồng thời là cái ship có nhiều mã em sẽ gọi như gần như là hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi tiếp tục là một cái mã lớn hơn nữa thì anh em sẽ có cái mã là 2008 Plus ha. Thì cái mã 2008 Plus thì nó sẽ có cũng có cái công tắc chống rò điện nè. Rồi con này thì cái áp lực của nó lên tới là 50 cho tới 183, tức là cái con 2008 này nó sẽ vẫn có điều chỉnh áp lực cho anh em. Giá của mẫu này là 2.250.000, thì con này thì em cũng sẽ giảm cho anh em thêm 10%, tức là khoảng 220.000, thì giá đâu đó về khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu chút xíu, thì em sẽ tính cho anh em giá là 2.050.000 và hỗ trợ bao ship cho anh em nha.
Tức những con máy này phí ship nó cao lắm anh em, nhưng mà em sẽ vẫn hỗ trợ cho anh em là 2.050.000 đối với mẫu 2008 Plus ha. Rồi tiếp tục mẫu lớn hơn nữa thì anh em sẽ có cái mẫu là 2951 ha. Thì mẫu 2951 này là cũng là cái mẫu mới luôn, nó cũng sẽ có cái công tắc là chống rò điện cho luôn nha anh em. Và cái mẫu này thì vẫn có chỉnh áp và giá áp suất của nó cũng là từ 50 tới 183, nhưng mà cái lưu lượng nước của nó lên tới là 14 lít trên phút. Thì anh em lưu ý là cái lưu lượng nước càng lớn á thì cái việc mà anh em xịt nó sẽ sạch sẽ hơn ha, tức là xịt nó cảm giác nó sẽ mau sạch hơn. Rồi con này thì giá của nó là 2.190.000, 2190 ha, thì cũng sẽ giảm cho anh em 10%, thì giá của nó đâu đó về khoảng 2 triệu. Thì con này nó cũng khá là nặng ha, nên là tính cho anh em giá là 2050, cũng sẽ hỗ trợ 3 ship cho anh em luôn. Rồi tiếp tục là anh em sẽ lên có cái mã là 3001. 3001. Mã 3001 đây. 3001 thì cái công suất của nó lên tới 3000W nha anh em, và mẫu này nó cũng sẽ có công tắc chống rò điện luôn. Và cái áp lực xịt của nó cũng là 50 tới 183 và lưu lượng nước của nó cũng là 14 lít trên phút ha. Thì cái mẫu 3001 và 3001 Plus thì nó sẽ gần tương đương nhau, nó chỉ khác cái ốp vỏ bên ngoài thôi. Thì cái mẫu này giá của nó là 2.650.000 và em cũng sẽ giảm cho anh em thêm 10%. Thì con là con máy 3001 Plus này thì giá của nó đâu đó nó về được giảm được 260, thì nó sẽ về được đâu đó khoảng tầm 2.400.000 đó. Thì em sẽ tính cho anh em giá là 2.500.000 ha, 2.500.000, và sẽ hỗ trợ 3 ship cho anh em luôn. À, tính cho anh em 2.500.000, 260.000 là còn lại là 2.450.000. Thôi tính cho anh em 2.450.000 đi. Đó, 2.450.000 sẽ hỗ trợ 3 ship cho anh em nha. Rồi, một cái mẫu xịn hơn nữa sẽ có cái mẫu đó là 3001 Plus ha. Thì cái mẫu này thì nó mới vừa về hàng lại. Đó, giá của nó sẽ là 2.690.000. Thì đối với cái mẫu này thì anh em nào lấy sẽ về giá đó là 2.550.000, cũng sẽ hỗ trợ 3 ship cho anh em nha. Rồi, cái giá em vừa báo là giá bao gồm phí ship, còn ví dụ như anh em nào mà tới cửa hàng á thì em sẽ hỗ trợ cho anh em thêm ha. Rồi tiếp tục sẽ báo giá cho anh em qua những cái mã mẫu nén khí nha. Thì đầu tiên sẽ là con máy nén khí 12 lít ha, 12 lít, mã của nó là DKAC2912SW. Thì cái mẫu nén khí 12 lít này giá của nó sẽ là 2.480.000. Đó, thì cũng sẽ giảm cho anh em được khoảng tầm 250.000, thì giá của nó đâu đó về khoảng là 2.250.000. Nhưng mà cái con này phí ship của nó hơn 100.000 là anh em, em sẽ tính cho anh em về giá đó là 2.300.000, sẽ hỗ trợ 3 ship cho anh em ha. Thì con nén khí bình bầu này là dung tích bình chứa của nó là 12 lít và cái áp công suất máy của nó là 1.5 ngựa, tương ứng với là 1.250W ha. Và trọng lượng của nó đâu đó khoảng tầm 16-17kg. Thì con này thì anh em có thể là nó sẽ có cái hai cái đồng hồ, một đồng hồ đó áp vào, đồng hồ đó áp ra. Tức là anh em ví dụ như mà chỉnh cần ra cái áp suất thấp á, thì anh em có thể là chỉnh cái áp ha. Nói chung là cái mẫu này là mẫu mà bán khá là chạy của Detong nha anh em, 12 lít bình bầu. Đó, thời gian nạp khí của nó cũng khá là nhanh, đâu đó hình như chưa tới 1 phút nha anh em, khoảng 50 giây à. Rồi, cái con này thì giá hỗ trợ cho anh em về trực tiếp giá đó là 2.300.000 và hỗ trợ 3 ship cho anh em nha. Rồi tiếp tục là sẽ có thêm cái mẫu mà nén khí bình ngang ha. Bình ngang thì sẽ có mẫu 2925. Thì mẫu 2925 thì giá của nó sẽ là 2.450.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em về giá đó là 2.300.000, cũng hỗ trợ bao ship luôn. Con này thì nó nặng hơn so với cái con mà 12 lít. Con này thì trọng lượng của nó hình như là nó tới là trọng lượng của con này hình như đâu đó nó khoảng tầm hơn 20kg nè. Khoảng hơn 20kg ha, bình của nó là 25 lít nhưng mà cái công suất của nó là chỉ có 1.250W, tức là 1.5 ngựa ha, bình bầu. Đó, rồi giá là 2.450.000, sẽ giảm cho anh em về giá là 2.300.000 và hỗ trợ bao ship cho anh em. Và những cái hai cái mẫu nãy giờ em giới thiệu cho anh em đó là đều là mẫu không dầu nha anh em. Rồi, tiếp tục là sẽ có cho anh em cái mẫu, một cái mẫu mới ha, cái mẫu này là mẫu 2825, thì cũng là con này thì cũng là 1.5 ngựa luôn. Và cái con này bình của nó bình 25 lít và giá của nó là 2.380.000. Thì đối với con mẫu này thì em sẽ tính cho anh em về giá là 2.250.000 và hỗ trợ bao ship cho anh em ha. Rồi tiếp tục lên mẫu lớn hơn thì anh em sẽ có cái mẫu mà 3830. Thì những cái mẫu mà bình 30 lít thì bên Detong họ bán rất là nhiều, rất là chạy nha anh em. Con 3830 mẫu mới về 2023, hình như là cuối 2023 đầu 2024 ấy, thì giá của nó là 2.660.000. Thì đối với mẫu này thì phí ship nó cực kỳ cao luôn, tới 150.000 một cái máy nha anh em. Thì con này em sẽ giảm cho anh em được đâu đó khoảng thêm 100.000
thì giá của nó sẽ là về giá là 2.550.000 đó, 2.550.000 thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em ha, 3.830.000 nha anh em. Rồi tiếp tục là một cái mẫu nén khí khác nữa, đó là mẫu 3930 ha. Mẫu 3930 thì cũng là dung tích bình chứa của nó là 30 lít và cái công suất của nó cũng là 2 HP luôn nha anh em. Và đối với cái con này thì giá của nó là 2.850.000. Thì con máy này em sẽ giảm cho anh em, vẫn giảm cho anh em 10%, tức là giảm đâu đó được gần khoảng 280.000, thì giá nó sẽ về là khoảng 2.500.000 á. Nhưng mà con này nó cái phí ship như em nói nó cũng sẽ rất khá là cao ha, thì nên là anh em nào lấy sẽ tính cho anh em về giá là 2.650.000, sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em cho con 3930 này. Rồi tiếp tục là một cái mẫu nâng cấp hơn, đó là con 3930 Plus ha. Thì mẫu 3930 Plus này thì nó có một cái đó là nó sẽ có bốn cái bánh xe, nó về thông số này kia mọi thứ thì nó y chang con 3930, nhưng mà nó sẽ có thêm hai cái bánh xe điều hướng nữa. Thì con 3930 Plus này giá của nó sẽ là 2.950.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em về giá đó là 2.750.000, 2.750.000 và hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Đó. Rồi một cái mẫu mới nữa đó là mẫu 3930 Pro ha. Thì cái mẫu mà nó sẽ có thêm một cái phễu mà để lọc nước á. Đó thì cái con đó là mẫu mới nhất của Deston, và cái bình cũng là bình nâng cấp ha. Nó chống rỉ sét, thì giá của nó là 3.050.000. Thì đối với con này em cũng sẽ giảm cho anh em thêm 10% ha. Thì giá nhưng mà cộng thêm phí ship nữa thì này kia thì nó sẽ về giá là khoảng là 2.900.000. Con này thì 2.950.000. Đó, 2.950.000 cũng sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Đó thì đó là một số cái mẫu nén khí ha. Còn ngoài ra thì nó cũng còn thêm một số cái mẫu, ví dụ như bình 50 lít hoặc là bình nhỏ hơn, thì anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ ha. Em giới thiệu sơ một số mẫu giống vậy thôi. Rồi tiếp tục là giới thiệu cho anh em về các cái mẫu cắt sắt ha. Cắt sắt thì anh em sẽ có cái mẫu mà mẫu đầu tiên đó, mã DKCBT185, thì cái mẫu này là mẫu cắt ti chuột nha anh em, và nó sử dụng cái lưỡi hợp kim ha, lưỡi là 1/85. Thì con cắt sắt này á, thì giá của nó là 1.750.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em thêm 10%, tức là sẽ giảm cho anh em về, nhưng mà con này thì nó sẽ thêm phí ship nữa khoảng tầm 50.000 nữa, thì tính cho anh em về giá là 1.600.000 ha. 1.600.000 sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em con CBT185 nha. Rồi tiếp tục là một cái con cắt sắt nặng đô hơn, thì con này là con 2004, thì những cái con cắt sắt lưỡi 3.5 thì nó khá là nặng nên phí ship nó cũng khá là cao. Đó, DKCS 2004, thì con này giá nó là 1.350.000. Đó, 1.350 ha, có màu xanh và màu xám, thì con này thì cũng sẽ giảm cho anh em được 100, giảm cho anh em trực tiếp về giá là 1.200.000 đi, 1.200.000 sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. 1.200.000 bao ship nha, con CS 2004. Rồi qua cái mẫu lớn hơn thì anh em sẽ có con CS 2006 thì cũng sẽ có hai màu cho anh em lựa chọn, màu xám và màu xanh ha. Thì công suất của nó là 2600W và cái đường kính lưỡi của nó là 2.6 là 3.55, 14 inch anh em. Thì con 2006 này thì giá của nó là 1.850.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em về giá là 1.750.000 và hỗ trợ bao ship cho anh em. Anh em lưu ý là những con máy cắt sắt và những con máy rửa xe nén khí này phí ship cực kỳ cao nha anh em, toàn là đâu đó khoảng tầm 70 cho tới khoảng tầm 150-200.000 không á. Rồi tiếp tục là mẫu lớn hơn 2006 thì anh em sẽ có mẫu 2008. 2008 thì nó có tới mấy mã lần anh em, sẽ có 2008 CR ha, là cái mẫu 2008 dây cura á. Thì con này thì giá nó là 2.150.000, thì em cũng sẽ giảm cho anh em về giá là 2.000.000. Con này sẽ tính cho anh em về giá là 2.000.000 đi, 2.000.000 hỗ trợ bao ship cho anh em luôn. Rồi còn cái mẫu khác nữa là mẫu 2850A. Thì con 2850A này giá của nó là 1.990.000, thì em sẽ giảm cho anh em về giá là 1.900.000 nha, 1.900.000 hỗ trợ bao ship ha. Rồi thì mẫu 2850 thì cũng là 1.950.000, thì em cũng sẽ giảm cho 1.990.000 chứ, cũng sẽ giảm cho anh em về giá là 1.900.000 nha. Thì ví dụ như những con mà 2850A và 2850 á, thì nó chỉ khác nhau ở cái phần tay cầm thôi nha anh em, còn lại về thông số máy thì nó giống nhau ha. Rồi tiếp tục là sẽ có cho anh em đó là cái mẫu mà 2950 Plus ha. Cái mẫu này khá là ngon nha anh em. Mẫu này thì giá nó là 2.300.000, thì sẽ giảm cho anh em về giá là 2.150.000 và hỗ trợ bao ship cho anh em 2.150.000. Đó, con 2950 này thì nó cũng khá là nặng nên phí ship nó cũng sẽ cao nha anh em. Rồi và một cái mẫu nữa đó là 2800 Plus ha. 2800 Plus thì giá của nó sẽ là 2.750.000, sẽ giảm cho anh em về giá đó là 2.600.000 ha, và hỗ trợ bao ship cho anh em. Đó là các cái mẫu cắt sắt. Rồi em qua cho anh em một số cái mẫu cắt nhôm ha. Mẫu cắt nhôm thì anh em sẽ có cái con mà 210 ha.
CN210 mà con lưỡi 2 tấc 1. 2 tấc 1 thì hiện tại nó nâng cấp lên cái phiên bản đó là phiên bản có điều chỉnh 3 tấc là mã là DKCN210 Plus anh em. Thì cái mã 210 Plus thì sẽ hỗ trợ cho giá của nó là 1.9 triệu. Anh em nào lấy thì sẽ tính cho anh em về giá là 1.7 triệu ha. 1.7 triệu sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi tiếp tục là sẽ có cái mẫu là 255CR. Thì con này là con cắt Cura, nhưng mà anh em lưu ý là con 255CR này nó sẽ không có cái lưỡi đi kèm ha, nó chỉ có cái thân máy thôi. Thì con này công suất của nó là 1850W mà cắt dây Cura, giá của nó là 1.690.000. Thì em sẽ giảm cho anh em về giá là 1.550 và hỗ trợ bao ship cho anh em nha. 1.550 bao ship. Rồi một cái mẫu lớn hơn thì anh em sẽ có cái mẫu là CN255TT. Thì con này là motor trực tiếp, mẫu này thì giá của nó là 2.3 triệu, sẽ giảm cho anh em về giá là 2.150 và hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Không được, con này 2.3 triệu thì giảm cho anh em về giá 2.2 triệu, xin lỗi nha, 2.2 triệu và hỗ trợ bao ship cho anh em 255TT ha. Rồi thì tiếp tục là có mẫu 25502TT thì giá nó là 2.5 triệu. Đó, con này cũng là motor, con này thì motor trực tiếp luôn, anh em có thể cắt góc nghiêng được nha. Công suất là 1800W thì con này sẽ tính cho anh em về giá là 2.4 triệu ha. 2.350 đi. Rồi, giảm cho anh em về 2.350, hỗ trợ bao ship cho anh em. Rồi tiếp tục là lên một cái mẫu lớn nữa là mẫu CNT305CR thì con này giá nó tới 5.2 triệu luôn nha anh em. 5.2 triệu thì con này sẽ giảm cho anh em về giá là 4 triệu con này sẽ giảm cho anh em về giá là 4 triệu giảm được 500.000 thì nó sẽ về giá là 4.7 triệu ha, 4.7 triệu, nhưng mà con này phí ship của nó chắc cũng phải hơn 100.000, thì tính cho anh em giá 4.750 đi. 4.750 sẽ hỗ trợ bao ship cho anh em nha. Rồi tiếp tục là con 255MTT thì con này là 3570 ha. Nói chung là em sẽ báo giá ha, và anh em coi thì anh em thích mã nào thì anh em có thể lấy, và cái phí ship là nó sẽ tùy con đó. Những con máy cắt nhôm này nó khá là cồng kềnh và khá là to nên là anh em lưu ý ha. 255 con DKCN256BT thì con này là con cắt trượt nha anh em, lưỡi của nó cũng là 2 tấc 55 nhưng mà nó trượt, con này thùng khá là to luôn á, giá của nó là 3.9 triệu ha, cũng sẽ giảm cho anh em thêm 10%. Đó là giảm cho anh em được khoảng tầm 400.000 thì về đâu đó khoảng tầm giá 3.5 triệu, nhưng mà con này phí ship của nó phải tầm khoảng gần 200.000 anh em. Đó. Rồi tiếp tục là sẽ có con 305TT, con này cũng là cắt ti trượt luôn. Lưỡi của nó là 3 tấc 5 thì con này giá nó là 4.950, em cũng sẽ giảm cho anh em 10% nha. Rồi đó là một số cái mẫu cắt nhôm nha. Thì anh em nào mà có nhu cầu mua cắt nhôm thì anh em cũng có thể liên hệ ha. Thì vừa rồi em giới thiệu cho anh em một số cái mẫu cắt nhôm, cắt sắt, rồi máy rửa xe với lại máy nén khí. Tất cả đều giảm cho anh em 10% trên cái giá của hãng ha. Thì cái phí vận chuyển anh em lưu ý là sẽ có mã phí vận chuyển chỉ có 50.000, hoặc là có mã phí vận chuyển coi như em miễn phí luôn, nhưng mà có mã phí vận chuyển lên tới 200-300.000. Đó nên là khi anh em cứ liên hệ trực tiếp thì em sẽ báo cụ thể, nhưng mà chắc chắn là phí vận chuyển em sẽ có một phần hỗ trợ cho anh em. Rồi giá hiện tại thì cái chương trình này chỉ áp dụng tới hết ngày 31 tháng 10 là ngày mai nha. Và ngoài ra anh em cũng lưu ý là cái chương trình sale đối với những cái máy pin về pin sạc, ví dụ pin 4015 Plus, rồi những cái con máy giá tốt đó, em đều có đang có chương trình nha. Anh em coi lại cái clip cũ của em ha. Thì clip tổng hợp em mới lên qua thì nó có đầy đủ các cái sản phẩm máy pin. Thì anh em cứ coi giùm em, cần mã nào thì anh em cứ liên hệ thì em sẽ hỗ trợ cho mình. Còn qua bắt đầu từ tháng 11 thì chương trình nó sẽ cập nhật lại nha anh em. Rồi anh em xem video thấy hay thì anh em cho em xin một like. Rồi anh em nào cần hỗ trợ tư vấn gì đó, anh em cứ liên hệ vào số điện thoại em ghi bên góc phải màn hình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em xin đăng ký kênh. Cảm ơn anh, xin chào và hẹn gặp lại.